Xin chào các bạn. Blog khởi nghiệp đã từng chứng kiến rất nhiều shop hoa tươi nằm trong ngõ nhỏ hay là diện tích cửa hàng chỉ có 10m², mặt tiền 2m. Nhưng mà khách hàng đến với shop hoa tươi này thì vẫn đông khách nườm nượp. Vậy bí quyết đông khách của các shop hoa tươi này thì nằm ở đâu? Và nếu muốn biết thì xem tiếp video này, Blog khởi nghiệp sẽ bật mí cho các bạn nhé. Bí quyết số 1, đẩy mạnh bán online. Nếu như trước kia, khách hàng phải đến tận cửa hàng để mua hoa tươi, thì thời buổi ngày nay, khách hàng mua hoa tươi online lại chiếm phần lớn các bạn nhé. Và nếu làm chủ được mảng bán online này, thì nguồn khách hàng đến với shop hoa tươi sẽ nhiều vô số kể. Thế đẩy mạnh bằng cách như thế nào? Thứ nhất, khai thác triệt để qua các kênh truyền thông như là fanpage, TikTok, website, YouTube, Instagram, không chờ kênh nào. Qua đó thì chia sẻ các video dạy cắm hoa, kinh nghiệm lựa chọn hoa tươi, các mẫu hoa tươi của shop. Thứ hai, đừng bỏ qua các kênh bán hàng online đang mạnh hiện nay như là Shopee, Lazada, Tiki, Sendor. Bạn có thể bán voucher, khách mua voucher xong sẽ liên hệ shop để đặt hoa chẳng hạn. Khách hàng trong Nam hay là ngoài Bắc đặt hoa tươi tặng nhau là chuyện thường thấy bây giờ. Blog khởi nghiệp gợi ý cho các bạn là nên vào các group, hội nhóm để quảng cáo về dịch vụ hoa tươi của mình, như là group hội nhóm nhân viên ngân hàng hay là hội nhóm những người yêu hoa tươi, vân vân. Bí quyết số 2, hoa đẹp giá rẻ. Không ai có thể phủ nhận tâm lý khách hàng Việt Nam thì luôn muốn mua hoa tươi đã đẹp mà lại còn phải rẻ. Và nếu rẻ thì 90% khách hàng sẽ trở thành khách quen của shop của bạn. Và đây chính là bí quyết giúp cho hoa tươi của bạn đông khách nườm nượp đấy nhá. Tuy nhiên rẻ thì không được bèo đâu các bạn nhá, phải nhớ rõ điều này. Rẻ ở đây chính là cùng một chất lượng hoa, số lượng hoa, tuy nhiên so với các shop hoa tươi khác thì bạn bán rẻ hơn. Và đừng nghĩ khách hàng họ không biết, vì trước khi quyết định mua hoa ở shop của bạn thì khách hàng cũng đã tham khảo rất nhiều shop hoa tươi khác và thấy shop nào nhiều mẫu mã đẹp, giá thành lại rẻ hơn thì họ sẽ mới lựa chọn. Bí quyết số 3, đa dạng nhiều mẫu mã. Một shop hoa tươi đông khách thì bạn phải có nhiều mẫu hoa để phục vụ được nhu cầu của nhiều khách hàng khác nhau. Cùng với một số hoa như vậy, bạn có thể đa dạng các dịch vụ như sau: cung cấp hoa bó, hoa lẵng, hoa giỏ, hoa hội nghị, hoa chúc mừng, hoa tặng sự kiện, tráp cưới hỏi, hoa xe cưới, hoa tay cầm cô dâu, hoa tươi cho lễ tôn nghiệp, hoa chụp ảnh kỷ yếu, hoa lan hồ điệp, hoa địa lan. Càng đa dạng được các mẫu hoa khác nhau thì shop hoa tươi của bạn sẽ càng đông khách, phục vụ được nhiều đối tượng khách hàng. Bí quyết số 4, cập nhật xu hướng. Bên cạnh về đa dạng mẫu mã thì thường xuyên cập nhật xu hướng cắm hoa cũng là một trong những bí quyết giúp cho hoa tươi của bạn đông khách hơn. Với những bạn bán hoa ở giai đoạn năm 2015 đổ về trước chắc hiểu rõ nhất vấn đề này. Thời điểm đó thì phong cách cắm hoa truyền thống với lan tím, lan vàng phối hợp với hoa hướng dương, hoa hồng cùng với cách phối màu đỏ vàng ngập tràn các con phố. Tuy nhiên sau đó là một cuộc cách mạng về cắm hoa theo phong cách hiện đại. Rất nhiều mẫu hoa tươi sang trọng, cầu kỳ đã ra đời thay thế cho hoa truyền thống. Blog khởi nghiệp đưa ra ví dụ này để các bạn thấy rằng mỗi một thời kỳ, mỗi năm sẽ có những xu hướng cắm hoa tươi khác nhau thể hiện qua cách cắm, qua cách phối màu. Và bạn một shop hoa tươi đông khách thì phải nắm bắt được xu hướng và nhanh chóng áp dụng cho cửa hàng của mình. Khách hàng nhạy bén lắm đấy nhá. Bí quyết số 5, chạy các chương trình ưu đãi, khuyến mại, tri ân khách hàng. Muốn kêu khách đến với shop hoa tươi của bạn ngày một đông thì bạn không được bỏ qua bí quyết này đâu nhá. Vào các thời điểm thấp điểm hay là cả những dịp lễ quan trọng thì bạn cũng nên chạy các chương trình khuyến mãi, ví dụ như sau: mua hay bó hoa trở lên sẽ được miễn phí vận chuyển, mua đơn hàng từ 2 triệu trở lên được tặng một món quà, rủ nhau mua chung từ 3 bó hoa trở lên sẽ được giảm 10%. Đối với các chương trình này, khách hàng sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn, họ có khả năng mua nhiều hơn để được hưởng ưu đãi. Ngoài ra thì với những khách hàng thân quen mua nhiều, thường xuyên mua thì bạn cũng nên tặng họ một bó hoa hay là một món quà nhân ngày sinh nhật, hoặc là gửi các chương trình giảm giá cho các khách hàng ruột ngày đầu tiên. Và trên đây là những bí quyết giúp shop hoa tươi đông khách nườm nượp. Bạn hãy thử áp dụng xem cách nào có hiệu quả với shop của mình không nhé. Đến đây thì video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Blog khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.